tình lọ lem đời thực trong K-pop. Park Soo Jin một bước lên mây khi thành bà bè. Park Soo Jin cả sự nghiệp từ ca hát tới đóng phim đều mờ nhạt, nhưng lại trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất khi cưới Bae Jong Chun. Chị đẹp được ví như cô nàng lọ lem gặp được chàng hoàng tử của mình vậy. Mà trong K-pop cũng có vài chuyện tình lọ lem hoàng tử tương tự như vậy đấy. Cùng điểm qua xem là những đôi nào nhé. Bae Jong Chun, Park Soo Jin. Bae Jong Chun được gọi là ông hoàng giải trí trong K-pop bởi vừa có danh tiếng ngôi sao Hallyu trường tồn, lại vừa là ông chủ công ty quản lý hàng đầu. Từ xưa khi tên tuổi đình đám, là hoàng tử trong lòng bao cô gái trẻ, Bae Jong Chun từng đóng cặp cùng rất nhiều nữ thần xinh đẹp như Choi Ji Woo, Lee Jung Ae, Song Hye Kyo, Son Jae Jin. Vậy nên ai cũng tò mò người phụ nữ như thế nào sẽ lọt vào mắt xanh nam thần này. Và cuối cùng đáp án đã có, đó chính là Park Soo Jin. Nữ diễn viên này so với chồng thì kém về mọi mặt, nên dấu ấn lớn nhất khiến cái tên Park Soo Jin được chú ý chính là trở thành bà bè. Chuyện tình của cả hai bắt đầu sau khi Park Soo Jin gia nhập công ty quản lý của Bae Jong Chun, trở thành người yêu của ông chủ. Và sau khi cả hai kết hôn năm 2015 thì chị đẹp này gần như rút lui khỏi showbiz, chuyên tâm làm một người vợ hiền. Có thêm hai thành viên nhỏ, Park Soo Jin thực sự đã trở thành nàng lọ lem hạnh phúc viên mãn nhất rồi. Cha In Pyo, Shin Era. Shin Era là một nữ diễn viên khá có tiếng trong thập niên 90 của làng phim Hàn. Chị xuất thân từ một gia đình bình dân ở tỉnh lẻ, nỗ lực từng bước để tạo dựng chỗ đứng cho mình. Nhờ có ngoại hình thanh lịch, dịu dàng, chị cũng đã lên được chính, hình tượng tốt, đời tư trong sạch và nét đẹp mộc mạc giúp chị phát triển sự nghiệp khá tốt. Thế nhưng thành tích lớn nhất của Shin Era lại chính là gặp được hoàng tử hoàn hảo của đời mình, nam diễn viên Cha In Pyo vào năm 1994. Cha In Pyo thời đó là một nam thần vạn người mê với vẻ ngoài lãng tử, điển trai vô cùng thu hút. Anh lại còn có xuất thân rất cao, là con trai của chủ tịch công ty hàng hải hàng đầu, xét về ngoại hình hay gia cảnh cũng đều đạt chuẩn hình mẫu lý tưởng của tất cả phái nữ. Và chàng hoàng tử hoàn hảo ấy đã phải lòng nàng lọ lem Shin Era ngay lần đầu gặp gỡ, rồi sau đó theo đuổi người đẹp bất chấp cách biệt địa vị. Cuối cùng cả hai đã về chung một nhà, sau đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, kín tiếng. Cả hai dần lùi xa showbiz thị phi và sống trong thế giới riêng hạnh phúc. Cuộc hôn nhân ấy đã được 28 năm rồi và vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu. Han Chae-suk, Park So-mi. Han Chae-suk là nam phụ đình đám trong thập niên 2000, với hình tượng si tình tuyệt đối làm bao trái tim fan nữ thổn thức. Ngoài đời, anh là một thiếu gia chính hiệu, nhưng sự trung thủy thì chẳng khác những vai diễn của mình đâu nha. Han Chae-suk tuy không quá đình đám, sự nghiệp cũng chững lại từ sớm, nhưng anh lại là một doanh nhân thành đạt, có năng lực, có gia thế khủng, là đối tượng mà bao cô gái mơ ước mà cũng không với tới được. Và cô nàng lọ lem đã chiếm trọn trái tim chàng hoàng tử điển trai, giàu có này chính là nữ diễn viên Park So-mi. Cả hai phim giả tình thật rồi cùng dắt tay nhau tiến vào lễ đường để trở thành vợ chồng. Kể từ khi bước chân vào làm dâu hào môn, Park So-mi cũng giảm công việc showbiz rất nhiều để tập trung chăm lo cho gia đình. Cuộc sống hôn nhân luôn được dung hòa trong sự vun đắp từ cả hai phía, vậy nên luôn ngập tràn tiếng cười, sự viên mãn tuyệt đối. Cũng giống như cái kết của lọ lem và hoàng tử trong truyện cổ tích, những cặp đôi hoàng tử lọ lem của K-pop cũng vẫn đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Park Soo Jin, Shin Era, Park So-mi đều là những người phụ nữ may mắn khi chọn đúng chồng. Vậy nên các chị chẳng cần thêm một thành tựu nào khác nữa, chỉ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày cùng người mình đã chọn là đủ rồi.